Hello tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video cô lươn của quý ngày hôm nay. Thì hôm nay đây thì mình có hai anh em đi, có thưa với mình đấy. Chào. Thì hôm nay mình chủ định đi ở đây ấy. Thực sự đây là điểm mới mọi người ạ, đây là cái sông. Thì hôm nay ý định của mình là rất rõ ràng là hôm nay sẽ hướng dẫn cách tìm hang cho anh em mới vào ấy. Đấy, như đã hứa từ tập trước ấy, hôm nay câu được bao nhiêu câu. Mình đến đây ấy thì cũng tay đỡ gật cho mọi người này. Đầu tiên ấy, mình phải kiểm tra được ở đây cái sông này nó có lươn hay không. Thì mình đã đi tìm một lúc thì mình mới quay cho cả nhà đây. Thì đây mình mới tìm được cái hang đây này, chắc chắn là hang lươn này. Đấy, mình vừa đặt lưới câu cướp ở đây rồi, lưới câu. Ui nó tụt động rồi, vừa chậm ở đấy, chắc bên đấy có hang. Ok, thì thôi thì đây mình sẽ chuẩn bị và mình sẽ câu luôn hang này. Rồi đến nơi mình sẽ chỉ tận tin hơn, vì hang này mình đã móc ra rồi. Vừa động. Ok nhá, để mình chuẩn bị cả thứ đã. Anh em đấy, giờ chuẩn bị là xong rồi cả nhà. Mình sẽ tìm mà chắc chắn nó sẽ có ở đâu đây nào thôi. Thì giống như lươn nhỏ lươn to thế thôi, nó nằm thường thường, nó nằm trên cao mọi người ạ. Đấy, nó nằm trên cao thế thôi, bình thường á, nếu mà cỏ tum thì mình dùng gậy mình chọc. Bây giờ như này thôi, để nhìn. Đây này, nhìn thấy luôn đấy. Đây là hang cáo. Đấy. Ôi hang to đấy. Đường này không biết khủng không chứ. Lươn nhỏ lươn to chứ nó nằm ở cái tư thế này hết nhá. Anh em mới vào, còn anh em nào xem lâu rồi thì màn phép cho mình bỏ qua. Đấy, thấy chưa? Đẹp chưa? Nó ngoài đây là cái thoải bùn này, bùn sâu. Rồi mình sẽ câu qua hang này. Nếu nó ăn luôn thì tuyệt vời quá, video thành công quá. Còn nếu không ăn thì mình lại bỏ qua. Hôm nay mình cũng sử dụng tạm dây cướp này. Có dây mấy đấy nhưng mà mình sử dụng một vài hôm cho anh em, nhiều anh em hỏi này nọ, mình nói chưa test này nọ, mình làm chưa hoàn thiện. Nếu mà nó không ăn thì mình sẽ cắt đoạn mọi người nhé. Nó không ăn cả nhà ơi, mình xin phép vậy. Đây, hang nó qua đây này. Nó chụp dìm đây này. Đấy rồi, đến hang tới mình sẽ kích tìm hang cho kỹ hơn. Có ở bắp. Hả? Đâm cũng thì một cấu chứ. Đây là, ra mặt nước. Ôi đúng rồi. Thế này làm gì có hang cua mà sâu thế. Đất đây sỏi sỏi sỏi. Ừ, đẹp, nước ngon. Thịt đi. Để em tìm tới đây xem. Ôi, để mình như bác thưa cầm cho cái bao để đó. Đây mình dùng đưa đầu tay này. Mẹ thôi cả nhà, mẹ trên cái mặt nước nó cao nhất, cái bụng cái lóc này. Uầy cái ụ cá. Sập đây mà không biết hàng gì đây. Dễ ăn cua lắm. Mẹ nước này, dễ ăn cua. Hử?
hang bể à. À, đây này, hang bể này, nước này, mình cho tay vào là nó xuống này, lên nó lên này, đấy hang bể, nó cao hơn sâu ở dưới đỉnh. Ui, ăn luôn. Ui, có đây, hư đốn. Được rồi cả nhà này. Hư chưa? Có vào để ăn luôn. Không được lần rưỡi. Lần rưỡi gì đấy? Được, có đến lần rưỡi chứ. Thế là chứng tỏ đây có lươn. Như bác thưa bỏ vào ấy. Vừa tay vừa. Đây, chứng tỏ đây có lươn cả nhà. Bộ đâu vào. Rồi. Ok, còn đầu lộc đầu xuân. Đầu xuân. Cái mép bên kia đẹp kìa. Đấy, phải mới đi luôn. Nhưng mà cái sông này như nào thì mình đi vòng thì mình không thể lội qua được. Đây chắc chắn là phải bơi. Tiếp tục đi lên đây. Tìm được cái hang ăn à. Nó ăn cái này thì cũng sướng đó. Nó tự tin, nó có thời gian nó chỉnh sửa nhưng đây rồi, mặc rồi. Ui, lướt bẻ. Ui, nó ăn con này sâu quá. Cứ xong rồi. Con này đi đâu? Bỏ. Con này đi rồi. Ui, bọc mé bé thôi. Lưỡi này là như thế đấy, lươn nó hỏng hết. Có thả nữa thì cũng được. Ui, hỏng to thế. Lươn này cạo là chết mèo. Đâu hang của bạn đâu? Cao hay không thấp? Hả? Hả? Còn cao hay không thấp? Hàng 11 mét. Đây, trên này à? Đã bọc đã hết rồi không? Hả? Bọc chưa hết à? Chưa, bị thiện. Ôi được, không cần bọc. Đấy đúng không? Đấy, một tiền cứu bọc này. Không, phải có hàng trên. Hàng này trên cao mọi người nhé. Đây, nãy giờ mình nổi. Cắt bật nước khoảng tầm khoảng 30 phân nước đấy. Ít đâu. Đây. Ủa. Toàn rỉ này thì móc vào mắt à. Rỉ thế thì móc vào mắt à. Ủa, một thể mới tín. Cho câu vào. Cổ thì bắt luôn, không cổ thì nghĩ cũng được. Mình dành câu của ông gì. Kệ. Đẹp thật. Không nhìn đẹp thật, tủi ôm ôm nhưng mà nhìn. Mình chưa nhìn thấy nhưng mà như này là của lý. Câu bên này đi. Nhìn ăn thì sao? Dập chứ. Ăn thôi. Kệ nó, nó móc bên đồng bên này, nó chạy qua bên này rồi. Lươn này cũng to. Dây này phải cứng thêm tí nữa. Ôi mềm. Mềm này thì câu lên ruộng thì được. Câu lên ruộng thì có phải bàn. Đi vào à? Đưa bạc vào á? À? Bú lý nhỉ, lên lên đi vào. Đi thẳng xuống nó đi ra đấy. Ui, nó thoát cái đâu? Ăn thôi, nó thoát cái đâu ở trong. Móc chỉ thang ấy. Được rồi. Câu đây thì chỉ gọi vật sẩy à, vào mắt. Lần rưỡi. Lần rưỡi, ôi, lên học mẫu rồi. Ôi. Như bà gửi cho cả. Ui. Câu này thì hồng nó chỉ xịt lướt hết mất. Ui. Không được. Ăn xong mới kẹo liền. Đấy, gửi đi. Ăn xong kẹo liền chứ còn. Gửi không ra luôn. Ui. Khả năng là tỷ lệ tử vong là nhiều. Ôi, tội. Ôi, được rồi. Vậy bên đây, vậy bên kia em. Đấy. Ôi, hàng to một cái lướt bẻ thế.
Ok, đây con run này mà được 2 con cân. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Đồ rất bọt rồi đấy. Rồi. À đất này hơi pha cát này nên chứ nó thành ra nó ngụy hang rộng. Mình đi rửa cái tay xong mình lại ốc tiếp. Bờ sông bê ly luôn nhưng mà lướt bé quá cả nhà ơi. Ok, đó. Lướt bé lớn to gì bây giờ mình tìm hang nó cũng kiểu giống nhau hết cả nhà. Anh cái bờ này đẹp này. Bà sẵn nó thoải nó đây này. Mà dưới này bùng nó sâu. Được. Bên kia còn đẹp. Đấy bên kia bắt đầu đi xuống đẹp nhưng mà chưa qua được. Thì nó bơi. Ừ nếu mà thích nặng quá thì bơi đi. Nhưng mà mang nhiều đồ quá sợ nó chìm vào sông. Thì mình ở đây mình sẽ quay luôn. Quay trực tiếp ở đây. Khả năng video này dài đấy. Mình nói hơi nhiều đấy. Anh em thuộc. Nó có nhỏ nhỏ nhưng mà đặc biệt của nó ấy, nhỏ vì to ấy. Thì kiểu hang nó có hang thở hang dưới giống nhau đấy. Bây giờ hiện tại bây giờ mình đang tìm hang trên, chọc hang trên. Còn tí ra ngoài đồng ấy thì nó dễ tìm nhìn thấy cái hang đuôi hơn, chỉ còn ở đây thì không bao giờ nhìn thấy đấy. Đặc biệt là như thế, những cái điểm nào nó nhô ra bất thường ở một khúc sông nào đấy là mình nên tìm. Điểm nào nó thoải nó gốc cây như gốc cây ấy, mình nên tìm đấy. Thường thường là nó hay có lươn to ở đấy. Ok, tí này mình sẽ đi luôn. Mình uống cốc nước, một điếu thuốc đã. Lấy lại, sốc lại tinh thần, kiếm cái em khủng khủng. Mình sắp tạt đây. Đây, cái điểm này mình đứng đấy cũng đẹp này. Bây giờ mình mà không dùng gì gậy này, mình chọc đấy. Mình móc cái này mất cả tiếng đồng hồ. Cái dùng rậm rạp này, chọc này là nó gì biết được, không là biết liền. Bùn xuống, bùn xuống nếu hơi tạt thì để ngõ nó hơi nhỏ. Chắc cái kỹ tí không có, tôi biết liền. Đặc biệt cái này mà nó không chỉ mùi hang đâu. Có thể là chọc qua đúng giữa thân hang luôn. Đấy là mình dễ biết được. Nếu mà tìm bằng tay thì chỉ tìm được mỗi cửa hang thôi, cửa hang trên thôi. Bây giờ tìm được kìa. Thân giữa, vì thân giữa nó là thường thường nằm dưới đất hơi sâu. Vậy nó tìm được 5-3 phút cái đường hang. Đẹp mà. Móc nhẹ. Móc trên phải này. Đấy, luồn qua trên trái này. Đẩy lưỡi lên này. Luồn thẳng dưới bụng lên đến lên đầu. Xong móc ngược lại. Cái lỗ hang bé bé đây. Nó đông chỉ 1-2 lạng vậy. Ăn à. Đấy. Nó đông rồi. Nó đông này mọi người. Vàng ươm ươm này. Ăn rưỡi. Lạng hơn lạng. Tầm đấy. Lưỡi này đặc biệt là nó ngon lắm nhé. Con này nấu chảo thì tuyệt vời, vơi luôn. Không mất sơi luôn. Đấy, quan trọng là cái điểm câu của các bạn ấy. Có lươn hay không. Chứ còn tìm cách thì mùa này nó hơi khó. Đây cái hàng đuôi của nó đây. Mình lại cái này quên quay mất. Đây. 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 Đây.
còn lên trên kia là nó hơi cao cao tí đấy, càng đi về sâu thì càng lướt nó càng to. Ôi lên ăn ăn một kẹo liên chứ không sợ nó hư nước, sậy thì câu lại đấy. Làm này ôi lấy lệch thôi cho nó kéo lại. Trời ơi bị lệch rồi, lưỡi kia thì xong rồi vẫn lên này. Ôi gần mắc được, không to lắm được hơn lạ. Mướng không thế, mình không nhìn thấy con đuôi đâu, mình vẫn chọc thì rồi mình bắt bình thường, mọc như cái hang ở hồ sống vậy. Nhỏ không to tí nào. Ôi, buồn này, mướng này. Ừ, ăn rồi phải kiểu vội, loại này mắc sâu lắm. Hả? Mắc chưa? Được chưa? Ây, sâu thế à? Ôi trời ơi, ui, đến mức con chút nữa. Lò mộ đấy, ui, ui, con này khá đấy. Được. Người ăn thì cũng lại không mắc à, mình chưa quen. Đó, bây giờ xem tùy cơ ứng biến. Chưa lên đâu, đi kiểu luôn chân trừ gì chân trừ. Ui nặng phết đấy, được kiểu cảm giác phết đấy. Ui mắc hầm trên không sao à, hầm dưới được, hầm dưới thì ngon. Ui con này to ghê. Ui lên to chưa, mướng to ơi. Khá lấy lại cầm cái báo bổ con đây kìa, lôi đi rồi chứ lôi lên được láng thứ láng cái báo này, cái báo không đó, báo từ cấu được. Cái này ngon, sáng giờ con này là to nhất này. Ghê, to ghê à, con này là to nhất đấy. Được được, lên mà lên đông mà như này là để ú ú dài hả, vàng rụm cái con nắm sổ con gì nhá, nhiều phết đấy chứ. Nên đâu lấy cái lưỡi câu á, bắt xong bộ đâu đây. Đấy, được rồi. Ôi, thử chơi. Loài nữa là gian. Hãy tức khắc. Đâu rồi? Đây á? Đây á? Nó mẹ vẻ đây á? Thử sao? Được. Ba cái đồ này thì câu lên đồng thì ok. Câu lên to thì thôi. Xin lỗi chứ không bao giờ câu lên to. Ghê vãi trưởng. Ui. Ui lên. Ui lên. Ui được đấy nở, ngoan có cảm giác lắm. Ui nghe cái quạc quạc gì ấy. Ui hầm trên, ui con to. Ui vãi chưa. Thằng lôi lên đục quá. Ui con to. Thôi lôi lên hầm trên đi, lôi nhanh. Lôi nhanh cũng được, nặng ấy. Sẽ mặc sâu được. Cũng khá sâu. Ui con to. To. Đưa cái lưỡi kia đây, đưa cái lưỡi đây. Chắc ăn. Ừ, mình ba cái trường hợp này thì mình nên
lên như này. Chào các anh cả nhà. Đấy, lên ao luôn. Đây, cùng băng con đấy. Đó. Một đoạn một mương cả đấy. Biết làm trên thôi, nó cũng mặt sâu như thế nó cũng khó. Khó xảy rồi. Nó dùi lên trên này. Ừ, sao bẻ mà dưới đi. To. Nó lôi ọc lên mà biết lớn khả đó. Lôi lên cái mổ lên từ từ ngày làng, hết làng. Con được hai làng ấy chứ, chơi à. Đua con này được hai lần rưỡi đấy. Ôi, chơi. Lên đây đoạn này khả phết đấy. Cái hồ này này. Nhưng mà chưa vào. Hồ chắc người cọ của người ta. Nhưng thôi. Tìm nút đoạn này. Có đụng chết. Người ta đánh đấy. Không đánh như người ta mắng. Rồi. Kiếm kiếm có khả năng ở đây lại có đấy. Đây đây tìm chưa? Có tìm nữa. Mình được cày với cái máy. Tới với tô cày nó có bỏ con đỉnh luôn. Múc luôn à? Ở đây không qua đấy rồi. Anh cắt đâu rồi. Cùng con này. Ờ con có nhỏ gì để con ở đây. Nước đã. Chúng ta ở đây nó lướt khá to đấy. Ở lâu lắm là lướt to. Có lướt, có lướt bẻ lướt to. Không phải lúc nào bẻ. Tìm một đoạn này, đằng kia dốc. Không? Hả? Tôi đi ngơ ngơ rồi đúng rồi, mày phục vấn đi, mày lao cua cấu mốt. Ồ. Tôi đi tọc tọc rồi tôi lạc. Để khả năng hút cua. Ừ, lên chậm lắm. Còn khí thầy một con đường con ngón này. Còn khí thầy là ngón này ha. Đây có hàng. Đây có hàng. Không quay. Ừ. Ôi. Chắc ăn hả? Chắc ăn bồ mốt à? À bồ bồ lên cống bồ không dưới. Ừ, phải chắc ăn yên tâm thì nhanh ngồi mới cái tì về nó rất thời gian mất thời gian lắm. Giải pháp an toàn rồi đất. Ôi. Ôi ăn luôn. Ngon. Ui. Thôi thả. Được lắm. Thôi chưa đến. Con này cũng bị thương. Ôi được rồi, bữa khác câu thì ở đây mà tốt. Được lắm ấy. Tiếp tiếp đoàn kia một tí nữa. Hiện đây là điểm mới đấy, không biết xem bùn nào. Nếu mà bùn ok thì mình câu, còn không thì giữa dòng này có cát này, không biết hai bên dòng thế nào. Ừ, cũng được, cũng tạm. Rô phí, rô phí là cái hàng đấy. Rô phí, rô phí, đi ăn. Rô phí. Rô phí. Bên này đẹp, riêng đoạn em nướng cỏ gì cát mọi người ạ, khả năng không có vì đấy cỏ rất là thấp. Ui bên đấy cỏ gì cái gì mà đục 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 bên kìa, mới mới tín luôn. Nếu mà phải là lươn phải, mình lội qua xem. Đây cát này là không có rồi này, trên 70% nó không có. Ui nhưng mà bên này bùn. Sợ rô phí mà nó quậy. Sợ rô phí nó quậy. Ừ. Đang cầm gì?
không biết được. Nghĩ ui, không ở trên. Tìm hàng trên còn, thôi bỏ đi. Quay được cắt phí thật. Hàng dưới mình đi nghĩ thì cứ tìm hàng trên xem. Có hàng trên thì phải không có, thôi bỏ đi. Hôm nay lên nên bỏ đi cho sớm. Dù nó có đẹp đất cát. Điểm này là sâu nhất đây rồi mà không có gì. Tất cả là không có. Mình đi. Điểm này là sâu nhất rồi. Quay quay xe đi bác ơi. Hả? Bắt gì gây à? Quay lại. Quay lại tìm đồng mới. Hả? Mưa này được đẹp nữa cả nhà này. Khả năng có này. Đi mấy điểm nó không có. Đây. Mình đi cái mưa này thôi. Điểm nào sâu mình phải đi thôi. Ôi có cái không? À, tìm hiểu. Ôi, có kiếm ấy, bùn cũng được. Đoạn không có thì lại quay lui. Hả? Xăm như kiểu mà gì nước có này thì nước nó lướt nó lên bờ cáo. Ừ. Ôi. Ui, sâu lắm. Được đất đây là của đất sét. Ô đây sập cái gì đây? Ui được lý tròn tròn này. Đây, được. Cố xem. Nóng quá. Mày bị ố đã. Đẹp nhỏ nhỏ này, có lướt không? Đấy, nó tụt đấy. Nó quay. Nó quay. Đây, nó tụt. Ôi, ăn. Ăn thật. Có lướt nữa cả nhà. Ui, ui, ngon, ui, ui, bất ngờ chưa, vài người ươm, ui, bất ngờ, cái có lý á, mày có biết chưa, ui, là học bộ ơi, hỏng liên, hỏng liên, đường nào hỏng về ôm chuyển đậu, kệ động, rồi, có lý, đây, thẻ hang này. Mình cũng không muốn nói nhiều nhưng đây dưới này nó sâu lắm thì đây tìm hàng thì nói như này thôi, chọc 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 cả trúng đúng hàng đâu. Rồi mình tiếp tục nhé, được chắc hơn cân rồi, lên đồng ngon đấy, tầm 1-2 lạng, có con to lắm thì 3 lạng, nhưng biết điểm này có con 4-5 lạng gì không thì chưa biết. Đẹp câu lươn mà được con này lên này. Ui, bật hai tay luôn. Một tay bắn được. Đây, con này đây. Ô tổ. À nó đẹp thế, bắn được con này. Ô khỉ. Thôi, có một sống. Thôi. Ăn đẹp thật tí mà. Lại là con dám.
mình hai anh em đến đây thì gặp xe của ông Đạt này. Đây, ông Đạt ông đi đây. Thì hai anh em đi thì ông đi không biết ở đâu đây. Nhưng chưa gọi điện. Bây giờ mình dắt xe này mình chui lên trên kia mình để. Xong rồi tí là đợi ông đến xem thái độ như nào. Bác Thư ơi, giúp một tay cái. Giúp tay đi vân chiếc xe này cái. Hả? Để tí yêu điện ông xem. Thôi để hai anh em nó cũng khóa cổ thôi. Để vân vân vào trong ạ. Ôi trời ơi. Đây bây giờ mình này. Nghỉ ngơi. Nói chung là bây giờ là để chú Đạt tìm xe. Không phải, mình dắt xe chú Đạt. Cô Đạt để xem ngoài kia. Mình dắt vào đây để cho nó dím thôi. Để xem tí nữa chú nhìn không thấy xe ngoài đấy chú. Chú chạy. Thôi nói chung dắt vào đây cho dím thôi chứ không phải gì đâu. Thôi xem thái độ của chú chứ nào. Rồi nha. Ơi ở đâu ấy? Chịu ấy. Không mò đâu ấy. Đồng rộng quá, không biết đâu, chịu. Chú Đạt đây này. Nào đi cô rong lấy cái sạn đi với mình trả câu mấy cái chuồng này yêu hết. Để trêu chú. Đạt. Hả? Ở nhà đi câu đâu? Đi câu tao đâu, con đấy sao? Có không? Cân. Một cân à? Thì anh đang ở trên đường thấy chiếc xe nào đuôi tầm 10 chạy ngang qua xe đỏ đấy. Trên đá chạy xuống. Trên đá chạy xuống á? Ờ. Ờ, nhóm nào ở trên đá đấy tao đó. Thì anh vòng trên đường ra gà đây. Ra gà Phúc Tư thấy chiếc xe đỏ đấy chạy đây. Thì thôi, không chạy nữa, đã cấu thế. À thế à? Nhìn lại xe có thứ, để ở đâu? Hả? À? Cấu xa xe không? Alo? Ở xa xe à? Ờ. Ờ, quay lại xem thử. Rồi. Để thì ông quay lại ông điện xem. Thầy chú gọi lại rồi. Alo. Qua ông tôi xe rồi ông ơi. Đang ở mất rồi. Rồi trên đá. Riêng tôi xe thì lại có kiểm tra có thứ. Lôn nữa. Má nữa. Ừ. Thôi nó chả chả rồi, tôi chuối rồi. Ai cuốn cần cũng thôi thôi thôi, điện lại cái tội, trêu như thế tội quá. Để xe cho đông mà xe này, đang điện lại cho chú. Ra. Lên đây ngồi uống nát. Rồi, làm sao? Đi xe. Mày cứ. Ông tắt rồi. Tội. Ông biết. Alo. Alo. Ơi, ai đây? À, ai? À, em hết tình hôm trước mua cấu của anh gửi hàng chưa? Anh gửi rồi, gửi hôm qua hết rồi, thứ hai gửi hết rồi. À rồi. Mấy ngày quá anh nhỉ? Chiều hôm qua? Là khoảng mấy ngày tỉnh đấy nè. Hà tỉnh thì nếu mà dịch dùng thì tầm khoảng ngày hơn ngày thôi. Chắc chiều nay được, chiều nay hoặc sáng mai là cùng.
Anh gửi bưu điện nhỉ? Anh gửi bưu điện. À, anh đang đi câu à? Đang đi câu. Tối nay có video không? Tối nay á, tối nay nếu mà về sớm thì có. Mấy anh em đang đi tìm cách chỉ hơn lươn đông này. Các thứ á. Vui nhỉ? Vui. Rồi, ok. Hôm nào ra tỉnh cho em xem mới nhá. Ra tỉnh nào? Ra tỉnh ấy. Ra Hà Tĩnh á? À. Nhưng mà dịch lắm, sợ. Chưa có đi đâu được đâu, đi quanh đồng hới đây. À. Chào anh, chào anh may mắn nhá. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn nhá. Đâu rồi, ông đâu? Ông quấn ở đây thôi. Lừa thì nặng quá giật lên. Con nó tục rồi chứ. Ủa khỉ nhỏ nhỏ nhỉ. Nhỏ đều vàng ướm luôn, đông ngon. Hai con to. Ba con. Hơn cân ngon lành. Nó đẹp đấy thưa ạ, nó vàng ướm. Rồi, bây giờ qua kia tí để đi về. Ngân ngang đủ. À, bây giờ anh em tôi lại ngồi đây câu một lúc, xong thì để về. Thì khi này có trêu chú Đạt một tí mà chú Đạt chú mắng, có phải trêu đâu, nó bảo là dắt xe để xe vừa đông còn nặng lắm, dắt vào cho nó cả vào cho nó dím, vứt thằng lươn bỏ chạy luôn, chú Đạt vứt cả thằng lươn luôn. Ủa đâu? Đâu? Lên à? Ờ nó động rồi lên. Bảo đấy. Sảy thì ngầm ngáo. Ngầm ngáo rồi. Đấy còn hình này được. Được. Trời ơi chưa đạt. Được hơn ký rồi. Đứa này thì tuyệt vời rồi. Này có. Rồi có gì mình giữ số nhá. Rồi ok chứ. Ôi ui sụp cái hố. Ôi. Đó. Cũng được. Không có gì. Tầm rưỡi. Đó. Ôi mới sụp cái hố. Ôi, rồi, ok, ngon. Bây giờ tôi quay chân kiểu lũ đi. Ừ, lũ đi. Lũ ngô thì thịt lũ sao được. Đúng được á. Mày thì pin mọi người ạ. Lúc đến lúc nó ăn. Nó còn rung lắm, từ kẹo mà được ra thì. Bỏ cái giấy ra cái. À không? Mẩy á. Bỏ cái mẩy ra. Rồi, đẹp. Lúc nó ăn thì là hết pin. Ây chá, mặt đất luôn. Mẹ biết chưa? Hả? Đã quậy chứ thầy. Quậy rồi. Bắt bắt em cái. Mọc hàng bắt cái. Rồi mặc rộng rồi. Không lên được hả? Mọc nhẹ nhẹ. Ăn đẹp không? Ủa? Hả? Đỏ lắm. To hả? Ê, lên cái gì cược mà bắt. Mọc nhiều mệt. Hả? Ê. Rồi đang ra dần. Rồi. Mệt. Xong. Bị mổ. Phải ăn luôn của chính mình. Tố. Bây giờ đứa. Anh sao đồng động cái dây đây rồi. Như cả hay con cua con gì đây. Cá. Ôi đủ tí này giang con cà rô. Cá. Ừ, cá nó trong hang.
Ui. Ê, em cứ tưởng con lươn đi. Về khỏi. Ôi, chú lại ăn. Ở đây, chú lại kéo. Ơ, có câu cá chạy ra. Con gì trời. Quậy. Ôi, kết thúc là con cua. Thế cả nhà. Chú ok. Thôi. Mình hôm nay thực sự là muốn đi chia sẻ cách tìm hang cho mọi người ấy. Thì thực ra mà nói thẳng ra thì mình chốt lại một số vấn đề là như này. Thì câu lươn ấy quan trọng cái vùng nào, nó đã có lươn hoặc người ta đã bắt được lươn. Đấy thì nó có lươn như thế ấy, thì là nó mới chuẩn, mới dễ tìm được các nhà. Rồi thì mỗi muốn câu ấy thì cách tìm hang nhanh nhất ấy, thì nếu mà lươn đông ấy thì mình có thể là nhìn bằng lươn ruộng ấy, ruộng lúa ấy, mình nhìn bằng mắt được. Còn nếu mà câu ao hồ mương thì hôm nay có đi sông đi mương thì đấy cũng theo cách của mình thì tìm nó cũng dễ tìm. Thì mình cứ chọc ấy, có cái thì mình chọc đúng hang trên, có cái nó chọc sập xuống thì đúng vào cái hang trên đây, nhưng mà nó đang đi này chọc vào đúng vào đây. Mình cứ tìm được cái hang xung quanh đấy là hang trên, đừng có mọc ra ở đấy làm gì cho mệt. Câu như thế nó toàn thường thường là hang trên là nó hay ăn. Cân luôn đi thì mất thời gian. Thì hôm nay đi cũng vô tin rằng là để cũng chỉ là ý là muốn quay thôi, nhưng mà hôm nay cũng khá khá, nói chung hôm nay cũng được khá khá. Cũng được khá khá mọi người ạ. Thì cũng không ngờ rằng hôm nay ai đấy? Cân quay đấy. Của mình mấy? Này, nhìn đi. Cân 1, cân 2, cân 25. Cân 25. Được rồi. Cân đẹp chứ, có mấy con đẹp đấy. Còn chú Đạt nữa, bỏ chú của chú Đạt vào luôn, đủ vào luôn. Rồi thì kết thúc thì video hôm nay cũng hy vọng là đấy là cái cách tìm hang của mình. Còn nếu anh em nào muốn có gì góp ý thì cứ đề nghị comment ở dưới. Hoặc anh em nào muốn chưa hỏi rõ vấn đề gì ấy thì có Zalo của mình đấy, 0773322238 thì mình sẽ tư vấn thêm. 2 cân 65 thì lúc cuối về đấy thì cùng mỗi tội là cùng đi vô tình là gặp chú Đạt. Chứ chú Đạt mất xe quả buồn cười. Ui ông này bốc như chút vậy. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Thì lươn nhỏ choai như này là lươn đồng nó cũng được mọi người ạ. Thì cũng biết nó sẽ làm được món gì ngon đấy. Chắc là tập sau mình sẽ làm món đấy. Cũng làm món mình sẽ làm món gì đấy. Ok, mình khả năng mình sẽ đăng video sớm đấy. Rồi thì có gì thì anh em cứ comment ở dưới nhá. Mình cùng nói chung thì cách của mình thì mình tìm là hiệu quả rồi, nhưng mà quan trọng là cái cách diễn đạt ấy, cách diễn đạt của mình là nó không được rõ ràng hoặc là nó bị vấp hoặc như nào đấy, anh em nào thông cảm. Vì một video nó không thể là nói được hết nhiều điều được. Có thể là hôm nay mình cũng quay lại địa điểm đấy, nhưng mà thực sự ra muốn kiếm được hang lươn khủng hoặc hang lươn nào khá một tí để câu cho anh em xem, nhưng mà cũng được không có. Có hôm nay đi cát nhiều, địa điểm mới cát nhiều. Và hôm nay mình cũng có nói là vấn đề về lưỡi câu cước của mình ấy. Cái lưỡi thì chuẩn, nhưng mà cái dây cước của mình thì nó đang còn có vấn đề. Thành ra thì nó chưa ok lắm, nên thành ra mình còn chỉnh sửa nhiều. Hy vọng tương lai cũng ok. Nhưng mỗi tội là mình chưa câu chưa quen ấy, lươn nó bị ăn sâu quá. Nó hầu kết mẫu. Lươn nó nói chung là không ấy. Thôi thì bây giờ mình xin khả năng mình kết thúc ở đây luôn đấy, mất nhiều thời gian của anh em quá rồi. Hy vọng anh em đăng ký ủng hộ kênh nhé, để mình còn làm nhiều video hay hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Chào tạm biệt mọi người. Mấy anh em hôm nay mệt quá mọi người.